Hi, hello tất cả các chị và các bạn. Xin chào cả nhà. Hôm nay thì Kiên đang có mặt ở con đường Phan Tôn và đường Huỳnh Thương Ninh nhé. Cái món mà hôm nay Kiên muốn chia sẻ với quý vị, đưa cả nhà đi ăn một cái nhà hàng chay khá là nổi tiếng ở Sài Gòn luôn. Đó là nhà hàng chay Hoa Đăng. Đấy. Thì Kiên được một người bạn giới thiệu đến đây. Hôm nay thì Kiên cũng rất là muốn ăn những cái món chay nên là có hỏi một số bạn bè thì một bạn Kiên giới thiệu đến cái nhà hàng này. Thì mới đến đây thì Kiên thấy là cái đường đi thì cũng khá là dễ đi nha quý vị. Thì chúng ta có thể là đi đường Điện Biên Phủ đến cái đường Phan Tôn, thì chúng ta quẹo bên phía tay trái vào khoảng 50m thì đến ngay cái ngã tư đường Phan Tôn. Và đường Huỳnh Thương Ninh thì chay Hoa Đăng nó nằm ngay ngã tư luôn quý vị, nên là rất là dễ đi. Hoặc cả nhà có thể đi từ phía đường Điện Biên Phủ lên thì đi đến chỗ ngã tư và Đinh Tiên Hoàng á, thì mình có thể quẹo lên ngay đường Huỳnh Thương Ninh, mình chạy thẳng lên thì đến ngã tư Phan Tôn thì mình sẽ gặp thôi. Mình cứ gõ Google là nó ra nhá. Ok, thì giờ thì Kiên sẽ đưa mọi người đi vào trong nhà hàng chay Hoa Đăng để thưởng thức những cái món ngon ở trong này, và đặc biệt là xem có gì hấp dẫn nhất vị. Rồi, mời cả nhà nhé. Chào em. Dạ. Đi mấy người ạ? Hai người. Ok. Rồi mời cả nhà nhé. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng cái không gian ở đây để xem cái không gian đây như thế nào quý vị. Rồi mời cả nhà. Thì nãy Kiên vào thì ra vào mắt Kiên là một cái bảng ở trên này. Thì Kiên thấy ở trên này thì rất là nhiều những cái vị doanh nhân rất là nổi tiếng ở trên thế giới cũng như là ở toàn cầu luôn. Thì ở đây Kiên thấy là có và các vị doanh nhân này thường thường là ăn doanh nhân trường chay, có nghĩa là ăn chay trường luôn đấy. Thì ở đây có như thế là có Đức Phật này, Chúa ở chúng ta này, rồi có rất là nhiều những cái vị doanh nhân nổi tiếng ở trên thế giới. Kiên cũng biết thì đây Kiên thấy là có Đức Lạt Ma này, rồi có nhà Bác Học này, nhà Bác Học là Anh Xanh Newton, đây là Thomas Edison, đây Thomas Edison này, Newton này, phải không? Nhà vật lý học, đây là người ta có ghi hết dưới đây này, thì có thể là đọc ở đây biết. Đây cái có thấy là Michael Jackson này, nãy không thấy, giờ thấy Michael Jackson này. Đây còn nhiều, rất là nhiều những người nổi tiếng người ta ăn chay trường. Và vào đây đó thì được đặt, mình thấy những cái vị này thấy là ăn chay rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là nó giảm cái lượng cholesterol trong máu, không có béo phì này. Và đặc biệt là ăn chay thì nó giúp cho con người mình cảm thấy là thanh thoát hơn, sảng khoái hơn và sống nó lành mạnh hơn. Thì sau khi mà cả nhà đã xem một vòng cái không gian cũng như là cái view ở đây, thì giờ Kiên sẽ chọn những cái món ngon nhất ở đây mời thưởng thức nhé. Đây Kiên đang ngồi ở cái bàn này, thì thấy là cái không gian ở đây thì rất là mát mẻ, rất là sang trọng nhé. Và thì mình sẽ gọi nhân viên và một cái menu và mình chọn món nhé quý vị ơi. Lên chọn món đi. Dạ. Chơi. Đây thì giờ mình sẽ đi chợ nhé. Đây là có những cái món là món mới này, món mới của nhà hàng này quý vị. Món mới thì đây có súp măng tây này, gỏi bóp thấu, salad Nhật, nui xào giòn. Dĩa tôm rang muối. Em xin phép giới thiệu anh cái súp măng tây nha. Đây là món mới rồi. Súp măng tây à, món mới ở nhà hàng mình. Dạ. Để anh xem một cái súp măng tây nhé. Đặc sản của nhà hàng em là món gỏi Hoa Đăng nè.
đặc sản của nhà hàng là gỏi hoa đăng đúng không? Dạ, đây ạ. Gỏi hoa đăng là 150k. Đây đặc sản của nhà hàng, anh cho em một phần này đi nhé. Dạ. Món đó được làm từ nấm bào ngư, ăn vị nó y chang như gỏi gà vậy đó. Đây là nấm bào ngư. Dạ. Thứ hai anh em có món bánh mì sốt kem. Bánh mì sốt kem. Mình ăn bánh mì. À đây là món bánh mì sốt kem này. Bánh mì sốt kem đậu nành có phô mai thuần cây anh ạ. Phô mai thuần cây được làm từ tinh dầu của các loại hạt đó. Dạ. Anh cho em một phần này nhé. Dạ. Ok. Cơm thì có loại nào này? Thế anh em có cơm chiên tỏi, cơm xá xíu. Hay là đặc biệt em có món cơm hoa đăng anh ạ. Cơm này giống cơm nỉ của Ấn Độ anh. Nó có nhân gà chay roti. Mà gà chay này được làm từ đậu nành. Đây cái món cơm hoa đăng này nhìn hấp dẫn ha. Đây này nhìn hấp dẫn cơm chay. Cho em một phần này đi anh. Dạ. Dạ. Rồi anh em cộng thêm một vài món hộ em. Dạ. Nếu như vậy thì anh còn anh chọn sắp thì em giới thiệu anh món sắp bí màng đi. Ờ, đúng rồi. Nhìn nó đẹp nè. Ờ, nhìn cái này hấp dẫn rồi. Rất là đẹp luôn anh kia ha. Dạ. Vậy một cái sắp bí vàng đi. Sắp thì mình thêm. Cái vị nó sao? Cái vị nó sao em? À, cái này bị tự nhiên của cái bí vàng hữu cơ đó kết hợp với cái kem đậu nành. Thế là trên hình này nhìn bắt mắt quá hả? Dạ. Anh nghĩ là bao nhiêu đây cũng tạm đủ rồi. Em chuẩn bị trước đi rồi nếu thiếu thì lát nữa anh gọi bổ sung thêm nha. Thôi mà anh dùng uống vậy. À, nước đây luôn. À đây là có nước rồi quý vị này, có nước này nè. Nước trái cây này, rồi cà phê có luôn nè. Bên em có bia lon chay không có còn ạ. Mình uống cái bia này uống y chang vị bia bình thường của mình vậy đó, nhưng mà đặc biệt là nó không có còn. À bia không còn nên bia không còn. Uống nước nào nha em? Em này nhập khẩu của Hà Lan anh ạ. Em đổi bia đi. Lúc nãy không biết là đây có bia. Vậy em bị cho một vẫn là một xíu mì gỏi cho anh Kiên đi. Rồi cho anh thêm bia nữa đi em. Để anh với anh Kiên mình thử. Rồi nó không bia như thế nào? Như thế nào? Bia mà không có cồn đúng không anh? Dạ. À, bia mà không cồn lần đầu mình thích luôn. Dạ. Cảm ơn anh nha. Để mà anh dùng sốt bí vàng. Sốt bí vàng quá. Con em. Hấp dẫn quá. Mà anh dùng sốt mang tây. Cái này gì vậy em? Bánh gì? Thế anh đó là bánh ít lá gai. Lá gai. Bánh này đặc sản của Bình Định nó như dừa đậu xanh. Tráng miệng rồi. Dạ, cái này mình dùng lúc nào cũng ngon. Lúc nào cũng được. Rồi. Ồ hay quá hả? Rất là ngon luôn. Ồ nè, nó hay quá hả anh? Dùng thử đi. Thôi mình dùng thử cái này trước đi, thấy là cái bánh này là gói bằng lá chuối này, nhìn thấy nó dân dã. Đây mình dùng thử cái bánh ít lá gai. Ở quê em gọi là bánh gai. Đây mọi người. Đây. Bia này là bia không độ này quý vị, này thấy không? Bia của Hà Lan, bia không độ này, bia chay này quý vị. Thấy không? À, cảm ơn chị. Bia này là có gia đình gọi là có sợ không anh? Không sợ. Không sợ không anh? Bao luôn. Vì không đổ không còn rồi, không đo được gì hết. Rồi, mời anh đi. Wow. Đã quá anh. Ngày đầu uống bia không độ nó thấy rất là ngon, thơm á. Mà nó uống này không có sợ ra đường công an thổi hay này kia hết đâu quý vị. Nên là rất là tiện. Gỏi hoa đăng. Ồ đây đến cái món gỏi. Gỏi hoa đăng. Cái này là được từ cái nấm nấm bào ngư. Đây là cái sức mình dày. Sức cay mà mình thấy ở trong này đó, có măng tây này, có nấm này, rồi rất là nhiều
gia vị của mình. Nhưng cái xin mời giờ mình sẽ thử cái món cái nước uống. Cái ly một ly xí mụi ổi nhé. Xí mụi ổi đây. Thì ở đây nhà hàng rất là nhiều các cái nước uống được ép từ trái cây, đặc biệt là cái món xí mụi ổi là cái đặc biệt ở đây nhé. Xin thử uống. Wow. Mình ăn ổi thì mình cảm nhận thơm cái mùi ổi đó. Nó thơm, rất là thơm nhá. Nhưng mà cái uống này á, vừa có cái mùi ổi này, cái vị ổi này, cái hương thơm ổi này mà vừa có cái độ hơi mặn mặn của xí mụi đó, nó tạo nên một cái hương vị nó đặc biệt. Rồi quý vị ơi, thì món của mình đã lên hết rồi nhá. Giờ mình sẽ thử nhá. Rồi mình sẽ thử nhá. Đây, món thứ nhất là món gỏi hoa đăng. Đây là nấm bào ngư. Dai dai gần giòn nữa. Đó là cái món gỏi hoa đăng. Giờ mình sẽ thử cái món hải sản cuộn trong biển. Không phải hải sản nha quý vị. Nhầm. Cái này là hải vị cuộn trong biển nhá, nhưng mà hải sản nhá. Khi ăn hải sản biết nên giờ nói hải sản mà. Đây, nhìn cái bên ngoài của nó như con tôm ha, như kiểu hải sản đấy. Nên mà cái này là hải vị cuộn trong biển. Nhìn như là đồ mặn á, nhìn như kiểu là cuốn tôm á. Tôm mà kiểu là chiên bột đấy ha. À. Đấy. Đây, bên trong của nó là có rong biển này. Rong biển rất là thơm. Bên trong này có một cái nhìn như kiểu là tôm hay là hải sản bên trong á, nhưng mà đây là đồ chay 100% đấy quý vị. Thơm mắc, trong biển rất là thơm ngon. Bên ngoài cái lớp vỏ nó ròn, cực kỳ ngon luôn. Rồi thì Kim sẽ thử cái món bánh mì sốt kem nhá. Nhìn thấy làm bên ngoài đẹp quá ha. Bánh mì đây là bánh mì này, và bên trên là cái lớp sốt kem đấy, có một cái bông hoa nhỏ nhỏ, nó không phải hoa mà là cái rau thơm. Và mình thử nhá, mời cả nhà. Cái bên ngoài bánh mì nó rất là giòn, giòn thơm. Và đặc biệt cái lớp kem á, lớp các hương nó hòa quyện với vị béo béo nhưng mà ăn nó không bị ngán đâu các vị. Hôm nay là cái món cuối cùng thì mới muốn chia sẻ cả nhà, đó là cái món cơm này là cơm gà chay nha quý vị. Đấy, thì đây là một cái phần gà chay được làm từ cái này là nói chung là làm từ đồ chay, đậu nành hay gì đấy, làm từ đậu nành đó. Đây, nhìn nó như một cái miếng gà luôn nha quý vị. Đấy, thấy không, nó rất là cứng này. Cái này đã được chiên lên rồi. Rồi giờ mình sẽ thử nhé. Gà này thì sẵn rồi. Dài quá hả? Dài như thịt gà thật á. À. Rồi. Rồi mời cả nhà nhé. Ăn nó hơi béo béo,
thơm, nó kiểu mùi mùi thịt xíu mại á, có mùi xì dầu cũng thơm lắm. Thì Kiên cũng được biết là cái nhà hàng chay ở đây á, thì còn có tổ chức sự kiện này, đám cưới này, liên hoan sinh nhật thì đấy, thôi nôi đều tổ chức ở đây được cái gì. Đây là mọi người có anh em bạn bè người thân thì đấy, mình có muốn tổ chức những cái tiệc chay á, thì đây là một địa điểm mọi người có thể là ghé. Kiên thấy là rất là tuyệt vời nhé. Đây thì hôm nay Kiên đi ăn á, được một người bạn bạn bảo là đến đây á, nếu mình quét mã QR á, thì sẽ được tặng một món. Thì nãy là Kiên quét mã QR tặng một món là gỏi hoa đăng này. Đấy. Đây cái mã QR đây thì cả nhà đi ăn á, thì mình cũng có thể là đến đây mình quét cái mã QR này và sẽ được tặng một món gỏi hoa đăng nhé. Cái này chỉ đây. Rất là dễ thôi, đến mình bảo nhân viên cho mình quét là được tặng rồi. Rồi nãy giờ thì Kiên đã thử tất cả các món ăn ở đây thì thấy là món ăn rất là ngon. Phục vụ thì ra rất là nhanh, ra món rất là nhanh nhé. Và cái khẩu vị thì rất là đẹp như kia. Thì đấy là cái không gian ở đây cũng nhìn rất là trang trọng nhé. Mình có thể là mình ăn gia đình thì rất là ấm cúng và rất là hợp. Đặc biệt hôm nay là ngày ăn chay nữa, nên là Kiên mới chọn chủ đề ăn chay để chia sẻ với cả nhà. Và mình thấy là đến quán này rất là thích. Và có dịp thì lần sau Kiên sẽ ghé bên đây ăn tiếp, nhìn những cái ngày chay. Thì rất là cảm ơn người bạn đầu tiên đã giới thiệu là quán cái nhà hàng này. Rồi thì một lần nữa thì Kiên cũng cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem cái vlog này. Mọi người thấy hay thì mọi người hãy like, share clip này, comment góp ý cho Kiên để Kiên ra một clip nó hay hơn. Rồi Kiên chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Rồi bye bye.